Chào chị, thì hôm nay thì bên em bên máy văn phòng Thanh đang hướng dẫn anh chị mà cách chỉnh những cái lỗi này, lỗi báo ảo á, gì báo ảo á, thì những cái lỗi này thì thường thường cũng hay rất hay gặp ha. Ví dụ thường thường anh chị mới sáng ra thì cũng rất hay gặp nha. Thì ví dụ mà mới sáng ra rồi anh chị nó báo lỗi SC220 nha, SC220 hay là SC gì đó, bất cứ cái lỗi nào thì cái tình huống thứ nhất là anh chị có thể là tất cả dòng máy đi cốc luôn nha, tất cả dòng máy đi cốc luôn. Thì đôi phần có thể là do khi lỗi nó bị lỗi, nó báo sai nha, nó không có thật, thật chất là không có lỗi nhưng mà nó báo sai lỗi ha. Thì anh chị có thể thử cách này nha. Thì đối với những cái dòng đi cốc này nè, anh chị đi cốc này, Lenier là công ty con của đi cốc này nha, thì chị đi cốc ạ. Thì cái này thì có thể khắc phục được chị, khắc phục được thì cái này là áp dụng cho những công ty văn phòng hay là những anh chị nào xài máy bên em, hay là những cái máy nào anh chị xài dòng đi cốc này ha, thì có thể ha. Thì đầu tiên đối với những dòng máy mới, ví dụ là 3053 này, những dòng dòng Dubai đây 4 á chị, thì nó cái code nó khác nhau. Còn ví dụ những dòng 501, 502 hay là những dòng 701, 702 hay là những dòng máy lớn là 77 tất cả dòng ha, thì anh chị thử thử code này ha, thử code này ha. Đó. Thì đối với những dòng máy mới, những dòng máy mới như này này, thì khi ví dụ khi mà bảo lỗi SC220 thì chị mở lên chị bật là có thể là chị tắt máy, chị bật lại có thể được không, còn không là chị phải reset lại lỗi nha. Thì đỡ mà reset lại lỗi thì chị và sử dụng cách như thế này. Thì đối với những dòng máy mới thì code nó sẽ thay đổi nha. Đối với dòng máy cũ thì chị bấm nút nút vàng này, chị bấm nút vàng thì bấm 17 ha, bấm 17 giữ nút clear, nút clear stop clear. Đối với máy cũ thì nó cái nút clear và nút stop này thì nó sẽ chung một nút luôn, còn dù dòng máy mới thì nó tách ra, thì chị bấm giữ clear thì nó sẽ đổi ha. Thì đối với dòng máy mới thì dòng máy cũ thì đối với dòng máy mới thì chị bấm là 806 ha, bấm là 806 1 lý 2 anh nha. Anh chị bây giờ bấm giữ nút clear luôn. Không ta. Mình nhớ là 8061 801 lý mấy nha, đối với dòng Dubai đời 4 anh nha. Anh chị bấm là 806 cái số này, tại vì cái số này cũng rất là nhiều số ha, cũng rất là nhớ ha. 806182. Anh chị giữ nút clear ha. Đó, 806182 anh chị. Anh chị giữ cái nút clear thì nó sẽ đổi cái hình như này ha. Anh chị vô system expert ha. Rồi sau khi mà nó đỡ nó vô cái bảng này thì cái bảng này thì nó là những cái code để anh chị chỉnh những thông số trong máy phi tu, như là rung từ hay là mực đó, hay là thông số tất cả thông số á, thì anh chị không cần bấm cái gì đó. Anh chị reset là anh chị tắt máy này thôi, anh chị ba tắt nó nguồn luôn vậy đó, anh chị tắt nó nguồn luôn. Thì cái này là cái trường hợp nào mà máy báo lỗi sai ha, hay là anh chị đang chạy mà nó máy báo lỗi thì anh chị có thể reset nè. Sau khi reset xong thì chị bấm bật máy lại, anh chị bấm bật máy lại thì nó sẽ hết báo lỗi đó. Đó thì là những cái mẹo mà này để chị xử lý những cái lỗi mà trên dòng máy đi cốc nha. Đối với Dubai đôi 4 thì chị bấm là 806182 nha. Đối với những cái đuôi còn lại, đuôi 2, đuôi 1 thì anh chị bấm là 107 giữ giúp clear và giữ 107 và bấm clear stop ha. Anh chị giữ thì nó đổi màn hình, nó cũng tương tự nhau thôi. Đó, đây là cái mẹo mà để anh chị có thể xử lý những cái lỗi vặt của máy trong đi cốc này nha. Thì dòng đi cốc này là một cái những cái dòng mà nó bền nè, nó ít báo lỗi nha. Đó thì ví dụ mà báo lỗi sai như vậy chị có thể bấm thì sử dụng cách này được, chị đưa trên chị xài nha. Đó thì trên đây là những cái mẹo mà chị có thể vô sử dụng dòng đi cốc này. Thì dòng đi cốc này một dòng bền, sử dụng cho dịch vụ công ty sử dụng rất là nhiều chị. Thì bên em chuyên bán và cho thuê máy photocopy tại thành phố Hồ Chí Minh anh chị, hoặc là cái tỉnh chị có nhu cầu có thể mua liên hệ ha. Thuê thì giá thuê rất là rẻ ha, cho công ty văn phòng ha. Đó. Anh chị có thể có nhu cầu liên hệ máy văn phòng Văn Thanh nha, máy văn phòng Văn Thanh, Văn Thanh Nhân Công nha. Đó. Thì tóm gọn lại video này thì bên em sẽ tóm tắt như sau. Thì khi mà nay báo lỗi á, thì chị có thể là reset nó, thì mà bấm anh chị bấm nút clear vàng này, nút reset vàng này, anh chị bấm ta 806182 giữ nút clear nha. Đó
thì nó sẽ hiển thị cái bảng này anh chị nút clear rồi ok ha. Thì đối với anh chị bấm anh chị hiển thị cái bảng đó anh chị bao tắt máy tắt nguồn luôn thì ok ha. Đối với những dòng máy cũ hơn thì anh chị bấm nút clear vàng ha. Anh chị bấm 107 giữ clear top ha, thì nó cũng giữ màn hình như vậy luôn ha.